Lê xin mến chào quý vị đã quay trở lại với tin người Việt Canada và thưa quý vị hôm nay là bản tin cập nhật thứ sáu ngày 13 tháng 10. Julie thay mặt cho ban biên tập chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe cũng như là mọi điều bình an trong cuộc sống. Quay trở lại với tin tức trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì nền kinh tế đang đình trệ. Thâm hụt liên bang dự kiến sẽ có thể tăng vọt lên tới 46,5 tỷ đô trong năm nay thưa quý vị. Viên chức ngân sách quốc hội cho biết rằng lãi suất cao hơn đã khiến cho nền kinh tế trì trệ trong nửa cuối năm, và với báo cáo mới cho thấy rằng thâm hụt liên bang sẽ tăng đáng kể trong năm tài chính này. Viên chức này đã công bố chuyện vọng kinh tế và tài chính vào ngày hôm nay, cung cấp các dự báo cập nhật về nền kinh tế và tài chính của Canada khi mà lãi suất đã tăng cao và ảnh hưởng cho tới tận thời điểm hiện tại. Ông cũng cho biết rằng dự kiến chi tiêu của người tiêu dùng sẽ tiếp tục yếu trong nửa cuối năm 2023 và có thể kéo dài trong suốt nửa đầu năm 2024. Đối mặt với một mức tăng trưởng doanh thu của chính phủ chậm hơn và chi phí cao hơn, thâm hụt liên bang dự đoán sẽ tăng lên một con số là 46,5 tỷ đô trong năm 2023-2024, tăng từ mức ước tính trước đó là 38,7 tỷ đô cho năm 2022-2023. Và giả sử như không có một biện pháp mới hoặc là biện pháp nào tạm thời hết hạn thì thâm hụt dự kiến sẽ giảm xuống còn 8,2 tỷ đô vào năm 2028-2029 thưa quý vị. Và văn phòng ngân sách cũng đã dự đoán rằng tỷ lệ nợ trên GDP sẽ tăng trong năm tài chính này lên 42,6%. Tỷ lệ đó dự kiến sẽ giảm xuống 37,8% vào năm 2028-2029 và cao hơn mức trước đại dịch là 31,2% GDP trong năm 2019-2020. Lãi suất cao hơn cũng đang làm tăng chi phí nợ của chính phủ liên bang, khi mà văn phòng ngân sách cho biết rằng họ dự kiến tỷ lệ trả nợ tức là nợ công so với doanh thu thuế sẽ đạt 12% trong năm tài chính này trước khi có thể giảm dần xuống mức 11% vào năm 2028, 2029. Khi Ngân hàng Canada chuẩn bị đưa ra quyết định lãi suất trong tháng này ngày 25 tháng 10, dự báo giả dạ định rằng sẽ không có một đợt tăng lãi suất nào nữa và thay vào đó, họ dự đoán rằng ngân hàng trung ương sẽ có thể giữ mức lãi suất cơ bản ở mức 5% và bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 4 năm 2024 và dự báo lạm phát của họ cũng đã dự đoán rằng lạm phát sẽ có thể quay trở lại mức 2% vào cuối năm nay. Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến đưa ra quyết định tiếp theo thưa quý vị và chúng tôi sẽ chờ đợi cũng như là cập nhật cho quý vị những thông tin trên. Nhưng mà trong một cuộc thảo luận với các phóng viên vào ngày hôm nay thì thống đốc ông Thép Macleam cũng cho biết ông kỳ vọng hội đồng quản lý sẽ có thể tranh luận xem liệu họ có nên kiên nhẫn hay là tăng lãi suất thêm một lần nữa hay không. Nền kinh tế đã yếu đi trong năm nay và thu hẹp lại trong quý 2 khi mà chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại. Thị trường lao động không còn nóng như năm ngoái và số lượng việc làm còn chóng đại giảm cũng như là tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Trong khi đại giảm này dự kiến sẽ tiếp tục thì làm phát đã được chứng minh là rất khó khăn. Tỷ lệ làm phát của Canada chúng ta hiện nay giảm xuống 2,8% trong tháng 6 nhưng mà lại tăng lên trở lại 4% trong tháng 8 do áp lực về giá cơ bản vẫn còn ở mức cao. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến Canada 514-996-6679 Ai chịu trách nhiệm cho việc giá thực phẩm ở Canada đang tăng cao? mặc dù dữ liệu mới nhất từ cơ quan thống kê canada cho thấy rằng mức tăng giá thực phẩm hàng tháng có thể sẽ chậm lại nhưng mà chi phí hàng tạp hóa ở canada vẫn ở mức cao thưa quý vị như chúng ta đã biết từ rau cho đến thịt bò tươi hay là kể cả đông lành thì nhiều người đang cảm thấy rất căng thẳng tài chính do lạm phát thực phẩm gây ra và để chống lại mức giá cao thì nhiều người đã bắt đầu dựa vào các ứng dụng lập ngân sách cũng như là dựa vào phiếu giảm giá một cuộc khảo sát gần đây của Phòng Phân tích Thực phẩm Nông nghiệp của Đại học Tahousi ở Halifax đã tiết lộ rằng 15,5% số người được hỏi thậm chí đã bắt đầu tự trồng thực phẩm trong năm ngoái. Trong số khoảng 5.000 người Canada tham gia vào cuộc khảo sát, thì 45,5% cho biết họ ưu tiên vào chi phí hơn là dinh dưỡng khi mà mua hàng tạp hóa hiện nay. Và điều này có thể sẽ gây bất lợi về lâu dài nếu như thực phẩm lành mạnh tiếp tục tăng giá. Nhưng câu hỏi được đặt ra đó là ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho vấn đề này? Thật không may, không có một người hay là vật nào có thể chịu trách nhiệm về việc tăng giá thực phẩm hiện nay ở Canada. Dưới đây, các chuyên gia đã phát thảo một số yếu tố chính góp phần làm tăng giá hàng tạp hóa trong những tháng gần đây. Đầu tiên về vấn đề biến đổi khí hậu được các chuyên gia chỉ ra và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các vụ cháy rừng tàn khốc tiếp tục hành hành ở Canada và phá hủy rừng, đất nông nghiệp, thậm chí là để lại những vết bỏng có thể nhìn thấy từ bên không gian. Và ngoài việc cản trở chu kỳ canh tác, thì những đám cháy rừng này còn gây ra các vấn đề về hậu cần trong việc vận chuyển thực phẩm, vì các phương tiện phải định tuyến lại chuyến xe tải của mình, hoặc là tạm thời ngừng giao hàng cho đến khi mà có con đường an toàn mở trở lại. Một đợt hàng hán nghiêm trọng vào năm 2021 cũng đã khiến cho sản lượng lúa mì, cà dầu và lúa mạch ở trong nước ở vùng Prairie đã giảm mạnh và tất cả đều là nguyên liệu chính trong nhiều loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày tại Canada. Bên cạnh những hiện tượng thời tiết cực đoan này thì tác động của biến đổi môi trường nói chung dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các trang trại và sản xuất nông nghiệp của Canada. Theo bộ nông nghiệp thì các vùng nông nghiệp của đất nước đang dự kiến sẽ có một mùa hè khô hơn và mùa đông cũng như là mùa xuân ẩm ướt hơn trong những năm tới, Điều này có thể dẫn đến việc mà các trang trại nhận được quá nhiều nước trong mùa trồng trọt và quá ít nước trong mùa sinh trưởng, dẫn đến sản lượng cây trồng sẽ bị giảm đi. Yếu tố thứ hai, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Đại dịch Covid-19 đã gây ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu và nhiều trong số đó đã ảnh hưởng đến khả năng nhập khẩu thực phẩm từ các quốc gia khác một cách nhanh chóng và đáng tin cậy của Canada. Và nó cũng đã dẫn đến việc tăng chi phí cho nông dân, cơ sở sản xuất thực phẩm, công ty vận tải và các cửa hàng tạp hóa. Điều này có thể dẫn đến những chi phí hàng tạp hóa cao hơn cho người tiêu dùng trong những năm gần đây. Và thứ ba, không thể không kể tới đó là cuộc chiến ở Ukraine. Ukraine thường được coi là rổ bánh mì của châu Âu vì đây là một trong những nước sản xuất ngũ cốc và ngô lớn nhất lục địa. Mặc dù Canada từ sản xuất một lượng lớn ngũ cốc nhưng mà hàng hán và cháy rừng gần đây đã làm giảm sản lượng ở trong nước gây ra sự phụ thuộc nhiều hơn vào nông nghiệp ở nước ngoài và cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine đã hạn chế khả năng canh tác, sản xuất và xuất khẩu nông sản một cách an toàn của nước này. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, thì tính đến tháng 5, 90% doanh nghiệp nông nghiệp ở Ukraine bị mất doanh thu và 12% đất đai đã bị nhiễm bom mìn. Vào năm 2022, diện tích đất trồng ngũ cốc đã giảm xuống còn 11,6 triệu hecta và từ mức 16 triệu hecta vào năm 2021. Thứ tư, giá xăng và điện cao, chi phí năng lượng tiếp tục tăng ở trên khắp Canada. Trong đó, tỉnh bang Alberta đang chứng kiến giá điện tăng tới 122% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Và ngoài ra, giá xăng tăng, dầu diesel vẫn ở mức cao trên khắp Canada. Các trang trại, nhà sản xuất thực phẩm, cửa hàng tạp hóa và công ty vận tải đều phải dựa vào nhiên liệu cũng như là điện để có thể duy trì hoạt động của mình. Trong khi đó, nông dân và các công ty vận tải phải cung cấp nhiên liệu cho thiết bị và xe tải của mình, cũng giống như các nhà kho và cửa hàng tạp hóa cần điện để có thể giữ thực phẩm an toàn. Để theo kịp sản xuất, thì các công ty phải chi trả phí năng lượng cao hơn dẫn đến giá tăng cao hơn. Yếu tố thứ năm đó là giảm giá trị đồng đô Canada so với đồng đô la Mỹ. Theo dữ liệu từ Trading Economics, Hàng năm thì Canada nhập khẩu thực phẩm trị giá hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ. Và thật không may, giá trị của đồng đô Canada so với đồng đô la Mỹ vẫn ở mức thấp và một đô hiện nay chỉ có giá trị bằng 73 cent đô la Mỹ tại thời điểm viết bài và đăng tin thưa quý vị, giảm 12% so với 83 cent đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào tháng 6 năm 2021 và điều này có nghĩa là đồng đô Canada đã làm giảm sức mua đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ và các công ty Canada nhập khẩu thực phẩm từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ sẽ phải tốn kém hơn nhiều và thật không may những chi phí này thường được chuyển sang cho người tiêu dùng yếu tố thứ sáu đó là giá cửa hàng tạp hóa đầu năm nay thì như đã thông tin đến quý vị là các chủ tịch và giám đốc điều hành của các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn của Canada đã bị các thành viên Quốc hội chỉ trích vì giá hàng tạp hóa tăng cao những người đứng đầu như là Love Floor Company, Majors hay là Empire Company đã xuất hiện trước một ủy ban quốc hội vào tháng 3 trong bối cảnh mà các chính trị gia liên bang kêu gọi minh bạch hơn về những gì đang dẫn đến lợi nhuận cao kỷ lục. Và vào thời điểm hiện tại, thì các nhà lãnh đạo ngành tạp hóa đã nhấn mạnh rằng làm phát thực phẩm không phải là do tăng giá. Ngoài ra, các chuyên gia như là của Hội đồng bán lẻ Canada đã tuyên bố rằng giá hàng tạp hóa phần lớn phụ thuộc vào mức giá mà các nhà cung cấp yêu cầu họ trả cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, một số lượng lớn người Canada tin rằng họ tin vào các cửa hàng tạp hóa là nguyên nhân khiến cho giá thực phẩm tăng cao. Đây là kết quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm nông nghiệp của Đại học Dalhousie đã được đề cập ở trên. Và dựa trên cuộc khảo sát, thì từ 30-33% đến 33 số người được hỏi tại các tỉnh bang như là British Columbia, Alberta, Ontario, New Brunswick, và Manitoba cho biết rằng việc mà tăng giá là vấn đề chính nằm đằng sau việc tăng giá hàng tạp hóa. Và cuối cùng, có vẻ như không có đủ bằng chứng để có thể kết luận rằng các cửa hàng tạp hóa đang trực tiếp tham gia vào các hoạt động định giá hiện nay. Và mặc dù các cửa hàng tạp hóa lớn vẫn tiếp tục hợp tác với chính phủ liên bang để có thể giải quyết tình trạng lạm phát lương thực hiện nay. Theo Bộ trưởng Công nghiệp các CEO của 5 chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn của Canada gần đây đã đồng ý hợp tác với chính phủ để có thể ổn định lại giá cả, mặc dù quá trình này có thể sẽ phải mất vài tháng. Vậy thì người Canada sẽ làm như thế nào từ đây? Từ thời tiết khắc nghiệt đến tình trạng thiếu lao động, xung đột toàn cầu và lạm phát, ngành thực phẩm Canada tiếp tục đối mặt với áp lực. Ngoài ra báo cáo giá thực phẩm Canada năm 2023 do bốn trường đại học Canada thực hiện đã dự đoán rằng giá thực phẩm sẽ còn tăng từ 5 đến 7% trong cuối năm nay. Và mặc dù lạm phát đã giảm nhưng mà giá lương thực cho chúng ta đã biết một lần nữa phải nhấn mạnh lại rằng nó vẫn còn rất cao. Và thưa quý vị, tiếp theo một thông tin tại tỉnh bang Quebec khi mà nơi đây đang có một kế hoạch là tăng gấp đôi học phí đại học cho sinh viên ngoài tỉnh vào năm 2024. Chính phủ Quebec đang tăng gấp đôi học phí cho sinh viên ngoài tỉnh để cấp thêm tiền cho các trường đại học Pháp ngữ. Học phí cho người Canada bên ngoài Quebec sẽ tăng lên 17.000 đô từ con số là 8.992 đô vào đầu mùa thu năm 2024, trong khi học phí tối thiểu cho sinh viên quốc tế là 20.000 đô. Tại các trường đại học tiếng Anh ở Quebec thì có nhiều sinh viên quốc tế cũng như là sinh viên ngoài tỉnh hơn so với các trường nói tiếng Pháp. Bộ trưởng Giáo dục Đại học tại Quebec cho biết rằng mức giá mới là hợp lý và vì phần lớn sinh viên ngoài tỉnh rời Quebec sau khi học xong nhưng được hưởng mức học phí ưu đãi và họ đã đưa ra quyết định này. Và họ cũng cho biết số tiền thu được từ các trường dạy tiếng Anh sẽ tài trợ cho mạng lưới các trường học nói tiếng Pháp. Và Bộ trưởng Ngôn ngữ của Quebec cũng cho biết với mức giá mới sẽ có thể giúp ngăn chặn sự suy giảm trình độ tiếng Pháp ở Montreal hiện nay. Dự luật về quyền của cha mẹ chính thức được giới thiệu tại cơ quan lập pháp của Saskatchewan, thưa quý vị. Chính phủ Saskatchewan đã chính thức giới thiệu dự luật 137 được mệnh danh là dự luật về quyền của phụ huynh, bao gồm chính sách mà các trường học phải có được sự đồng ý của phụ huynh nếu như học sinh muốn thay đổi đại từ ưa thích của mình liên quan đến tính dục. Dự luật được đề xuất đã dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi trong cơ quan lập pháp và một vụ kiện trong đó lên tạm thời tạm dừng chính sách đã được tòa án King Bench ở Saskatchewan phê chuẩn. Và thủ hiến của Saskatchewan cũng cho biết chính phủ của ông sẽ sử dụng điều khoản bất chấp những điều kiện trong hiến chương Canada để có thể thúc đẩy dự luật. Do đó, ông đã triệu tập cơ quan lập pháp sớm để có thể giải quyết vấn đề trên. Bộ trưởng Giáo dục cho biết rằng trong một phiên họp lập pháp vào ngày 12 tháng 10, chúng tôi tin rằng mối quan hệ tin cậy đối với học sinh không phải trả giá bằng việc xâm phạm lòng tin của phụ huynh. Mục tiêu của chúng tôi đó là đã và đang hỗ trợ học sinh cùng với phụ huynh. Một lần nữa chính sách này, luật này đưa cha mẹ vào cuộc sống của con cái của mình và đó là người có khả năng tốt nhất để có thể hỗ trợ trẻ em vượt qua những cuộc trò chuyện khó khăn và những quyết định khó khăn. Dự luật đã được trình bày trong lần đọc đầu tiên vào ngày 12 tháng 10 và nhận được sự ủng hộ từ các thành viên hội đồng lập pháp của Đảng Senkachewan cầm quyền. Trong khi đó, 12 thành viên Hội đồng lập pháp từ phe đối lập chính thức của Đảng NDB đã bỏ phiếu chống lại việc cho phép chịu lực. Vào tháng 8, chính phủ đã công bố một chính sách mới rằng nếu như một trẻ em dưới 16 tuổi muốn thay đổi tên hoặc là các dương hồ ở trường thì phải có sự chấp thuận của cha mẹ. Chính phủ cũng đã có kế hoạch dừng hướng dẫn các bên thứ ba về một số vấn đề nhất định bao gồm đến sức khỏe tình dục. Và một cuộc thăm dò của Leger đã cho biết vào ngày 12 tháng 10 rằng 63% người Canada được khảo sát cho thấy các trường học nên thông báo cho phụ huynh nếu như trẻ muốn thay đổi đại từ hoặc là giới tính. Trong khi đó, 45% cho biết các trường học nên thông báo cho phụ huynh ngay cả khi mà trẻ cảm thấy không an toàn khi mà nói với phụ huynh về vấn đề này. Cuộc khảo sát đã được thực hiện từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10, bao gồm 1.518 người Canada được chọn ngẫu nhiên trong một bảng điều khiển trực tuyến. Quay trở lại với dự lực 137, việc mà lập bản dự luật làm cho nó được công khai. Một bản tin của chính phủ Saskatchewan đã cho biết sẽ có một số quyền của phụ huynh được thông qua, bao gồm đối với học sinh dưới 16 tuổi và có sự đồng ý của phụ huynh trước khi mà giáo viên và nhân viên khác của trường có thể sử dụng tên hoặc là bản dạng giới mới liên quan đến giới tính của học sinh. Phụ huynh cũng phải được thông báo ít nhất là 2 tuần nếu như nội dung về sức khỏe tình dục sẽ được trình bày tại các trường học và các lớp học. Các trường cũng sẽ cần phải cho phụ huynh biết về chủ đề của nội dung và ngày sẽ trình bày nội dung đó cho học sinh. Đồng thời phụ huynh có thể rút học sinh ra nếu như họ được gửi thông báo và không muốn cho con mình nhận những thông tin này. Điều luật 137 cũng đã chỉ ra đạo luật phụ huynh bao gồm vào tất cả các khía cạnh giáo dục của học sinh, việc đi học đều, thành tích học tập, các khóa học và bất kỳ một biện pháp kỷ luật nào do trường thực hiện liên quan đến hành vi của học sinh và nó cũng đã bắt buộc các trường học phải thông báo cho phụ huynh về các cuộc kiểm tra y tế hoặc là nha khoa được cung cấp cho học sinh. Ngay sau khi mà chính phủ Saskatchewan lần đầu tiên công bố chính sách này, trung tâm về Pride liên quan đến thể dục và đa dạng giới tính có tên là UR, một nhóm để hỗ trợ đồng đẳng cho giới LGBT đã đệ đơn lên tòa án. Nhóm này đã nhận được lệnh cấm vào ngày 28 tháng 9. Trong quyết định bằng văn bản của mình, Thẩm phán cho biết ông tin rằng chính sách của tỉnh cần phải tạm dừng cho đến khi mà tòa án có thể xác định được vấn đề. Và ông cho rằng có bằng chứng cho thấy các cá nhân dưới 16 tuổi không thể có tên, đại từ hoặc là sự đa dạng giới hoặc là bản nhận dạng giới được quan sát trong trường học sẽ phải chịu những tổn hại không thể khắc phục được. Và ông nói thêm, chính phủ Saskatchewan không được thông qua chính sách ở giai đoạn điều tra này. Ngay sau đó, thì Thủ hiến Saskatchewan đã cho biết chính phủ của ông đang sử dụng điều khoản bất chấp để có thể bảo vệ quyền lợi của phụ huynh trong tỉnh và điều này đang nhận được sự ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh. Chính phủ của chúng tôi vô cùng thất vọng trước sự vi phạm tư pháp quá mức của tòa án trong việc ngăn chặn việc thực hiện chính sách về sự đồng ý và hòa nhập của phụ huynh, một chính sách được sự ủng hộ mạnh mẽ của đa số cư dân Saskatchewan, đặc biệt là các bậc cha mẹ. Ông đã nói những điều này vào ngày 28 tháng 9, thưa quý vị, và chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi điều này được thông qua. Tòa án tối cao đã ra quyết định chống lại luật về tác động môi trường của liên bang. Trong quyết định đa số 52, thì Tòa án tối cao Canada đã đưa ra một phán quyết rằng kế hoạch đánh giá môi trường của chính phủ tự do phần lớn là vi hiến. Chánh án là Richard đã cho biết rằng Bảo vệ môi trường vẫn là một trong những thách thức cấp bách nhất hiện nay và Quốc hội có quyền ban hành một kế hoạch đánh giá môi trường. Nhưng ông nói thêm rằng, nghị viện cũng nên có nhiệm vụ phải hành động trong khuôn khổ phân chia được quyền lực lâu dài được quy định ở trong hiến pháp. Tỉnh bang Alberta đã thách thức về tính hợp hiến của đạo luật đánh giá tác động năm 2019 của chính phủ liên bang, trước đây gọi là dự luật C-69. Cựu Thủ tướng Alberta lúc đó là Jason Kenney, đã mệnh danh đạo luật này là đạo luật không có đường ống nữa vì gánh nặng pháp lý mà nó tạo ra mà ông cho rằng đặt cản trở việc xây dựng thêm đường ống. Đạo luật này cũng cho phép chính phủ liên bang áp dụng các đánh giá về môi trường sâu hơn đối với dự án tài nguyên và cơ sở hạ tầng. Alberta được sự ủng hộ của các tỉnh khác và một số nhóm bản địa đã tuyên bố rằng luật này vi phạm quyền tài phán của tỉnh và Alberta đã để đơn kiện vào tháng 9 năm 2019 và vào tháng 5 năm 2022 thì tòa phúc thẩm của tỉnh với quan điểm không mang tính ràng buộc về vấn đề này đã tuyên bố rằng đạo luật này là vi hiến. Họ nói rằng biến đổi khí hậu đại diện và là một mối đe dọa hiện hữu đối với người Canada nhưng mà chúng ta cũng đang phải đối mặt với một mối đe dọa từ đạo luật đánh giá tác động môi trường, viết tắt là IAA đạo luật đánh giá tác động iaa liên quan đến một mối đe dọa hiện hữu khác một mối đe dọa cũng cấp bách và gây hậu quả và đó là mối nguy hiểm rõ ràng hiện tại và kế hoạch lập pháp này gây ra đối với sự phân chia về quyền lực được bảo đảm bởi hiến pháp của chúng ta và do đó đối với chính canada ngay sau khi tòa phúc thẩm Alberta đưa ra ý kiến, thì chính phủ liên bang đã chuyển vấn đề lên tòa án tối cao Canada để có thể giải quyết cuộc tranh luận về tính hợp hiến của đạo luật đánh giá tác động. Và đạo luật này, mục đích của nó đó là thúc đẩy về tính bền vững, bảo vệ các thành phần của môi trường cũng như là các điều kiện kinh tế, xã hội, sức khỏe nằm trong thẩm quyền lập pháp của nghị viện khỏi những tác động bất lợi do một dự án được chỉ định gây ra. Và các dự án được chỉ định được định nghĩa là các hoạt động về thể chất được thực hiện ở Canada hoặc là trên đất liên bang và phải tuân theo các quy định của đạo luật. Đạo luật này cũng đặt ra các rào cản đối với việc tạo ra các dự án được chỉ định có tác động tiêu cực đến môi trường. Những dự án đó có thể đề cập đến việc phát triển mỏ hoặc là đường cao tốc liên tỉnh. Chánh án Richard cũng đã viết rằng phần lớn dự án được chỉ định trong đạo luật nằm ngoài thẩm quyền lập pháp của người viện theo hiến pháp và nó không cốt lõi và thực chất nhằm điều chỉnh các tác động trong phạm vi quyền tài phán của liên bang. Vì những tác động này không thúc đẩy các chức năng, ra quyết định của chương trình và thuật ngữ được xác định đó là tác động trong phạm vi quyền tài phán của liên bang, không phù hợp với các quy định của liên bang hay là thẩm quyền lập pháp. Thủ hiến Alberta hiện tại, bà Daniel Smith, người có mâu thuẫn với Ottawa về các chính sách năng lượng của bang, đã phản ứng với quyết định này trên mạng xã hội bằng cách nói rằng Alberta thắng, Canada thắng. Thủ hiến của Saskatchewan cũng đã cho biết chính phủ bây giờ nên suy nghĩ về những lĩnh vực khác mà họ có thể đã vi phạm trong các khu vực pháp lý cấp tỉnh. Lấy ví dụ về các chính sách không có lưới điện của Ottawa đối với lưới điện cấp tỉnh và các quy định ảnh hưởng đến sản xuất dầu. Và thủ hiến của Saskatchewan cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 13 tháng 10 rằng điều này sẽ khiến cho chính phủ liên bang phải suy nghĩ lại về nhiều lĩnh vực khác đang vượt quá thẩm quyền theo hiến pháp của mình như sản xuất điện và sản xuất dầu khí bộ trưởng môi trường cũng cùng với bộ trưởng tài nguyên thiên nhiên nhấn mạnh rằng đạo luật iaa chưa bị tòa án bác bỏ và tòa án vẫn giữ nguyên quyền tiến hành đánh giá tác động của chính phủ liên bang nghị sĩ bảo thủ và nhà phê bình tài nguyên thiên nhiên đã gọi quan điểm của tòa án tối cao là một sự tàn phá đối với chính phủ tự do Họ ra phán quyết rằng dự luật C69 phần lớn là vi hiến và nêu bật được tất cả những lo ngại về sự vi phạm quá mức, sự rõ ràng về thẩm quyền, danh sách dự án và các tác động tiêu cực đến nhiều cộng đồng bản địa mà đảng bảo thủ đã chỉ ra nhiều lần trong các cuộc tranh luận về dự luật C69 và nhiều lần kể từ đó. Quay trở lại, ông Jason Kenney, cựu thủ hiến của Alberta cũng ca ngợi quyết định của tòa án tối cao về luật liên bang mà ông đã nỗ lực hết sức để có thể lật ngược khi còn là thủ hiến của Alberta. Ông đã viết vào ngày 13 tháng 10 rằng nếu như tòa án không giữ nguyên luật chữ đen của hiến pháp, nó sẽ gửi một thông điệp tàn khốc rằng không có một giới hạn nào đối với các cuộc tấn công của liên bang vào các tỉnh và nền kinh tế của họ. Bao nhiêu người Canada đã ghi danh tài khoản tiết kiệm mua nhà đầu tiên? Với lãi suất, giá nhà và lạm phát tăng cao thì một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy hầu hết thế hệ trẻ ở Canada đã trì hoãn việc mua nhà. Và nghiên cứu của công ty môi giới bất động sản JuCasa cho thấy rằng 67% trong số 1.600 người được khảo sát hiện đang hoặc là gần đây đã từ bỏ ý tưởng về sở hữu nhà trong bối cảnh nền kinh tế hiện tại. Nhưng mà kế hoạch tiết kiệm mua ngôi nhà đầu tiên viết tắt là FHSA được Ottawa giới thiệu vào tháng 4 vẫn có thể mang lại lợi ích cho một số người đang cố gắng tiết kiệm để có thể mua được ngôi nhà đầu tiên và 150.000 người Canada đã ghi danh mở tài khoản này thưa quý vị. Evelyn Jacks là tác giả của 55 cuốn sách thuế, đồng thời là chủ tịch cục tri thức có trụ sở tại Winnipeg đã nói rằng FSSA là một chương trình có thể giúp một số người Canada tiến gần hơn đến quyền sở hữu nhà và họ có thể muốn cân nhắc việc mở một tài khoản vào cuối năm nay. Và chúng ta cũng đã được khấu trừ thuế, một số tiền tăng lên được miễn thuế và sau đó bạn sẽ được rút tiền miễn thuế nếu mua căn nhà đủ điều kiện. Và để mở tài khoản này thì bạn phải từ 18 đến 71 tuổi và là công dân Canada. Bạn có thể đóng góp hàng năm là 8.000 đô được khấu trừ thuế và có giới hạn trọn đời là 40.000 đô. Tài khoản có thể mở trong 15 năm và chúng ta có thể rút tiền miễn thuế để có thể mua căn nhà đầu tiên của mình và hầu hết các ngân hàng cũng như là tổ chức tài chính hiện nay đều cung cấp dịch vụ này. Một chuyên gia về thế chấp tại Connection Mortgage, một công ty môi giới thế chấp đã cho biết rằng chương trình này có thể được sử dụng kết hợp với các chương trình tiết kiệm khác nếu như quý vị có và chúng ta có thể kết hợp chương trình này với các chương trình khác chẳng hạn như là chương trình dành cho người mua nhà nơi mà bạn có thể rút tiền từ ORSB và chúng ta cũng được phép vay tới 35.000 từ ORSB của mình để mua nhà nhưng mà tiền phải được hoàn trả trong vòng 15 năm và bạn cũng có thể sử dụng số tiền tiết kiệm trong tài khoản tiết kiệm miễn thuế có tên là TFSA để có thể mua nhà Hai chương trình này làm việc cùng nhau để có thể mua nhà, kết hợp 3 chương trình và gộp tiền để mua. Ví dụ như một người có thể có được một khoản tối đa là 40.000 đô từ FHSA, 35.000 đô trong RRSP và 25.000 đô trong TFSA. Và với tổng số tiền là 100.000 đô, quý vị cũng có thể mua được một căn nhà. Và nếu như người kia có số tiền tương tự thì tổng số tiền là 200.000 đô để có thể mua ngôi nhà đầu tiên. Và tất nhiên trong điều kiện kinh tế hiện nay, Thật khó để có thể dành tiền tiết kiệm, nhưng mà ngay cả khi chúng ta không mua nhà, thì FSSA vẫn có thể là một sự lựa chọn tốt để chúng ta tiết kiệm và theo đuổi. Và ngay cả khi mà bạn đã sở hữu một căn nhà trước đó, thì chúng ta vẫn có thể đủ điều kiện để tham gia chương trình này một cách tiết kiệm. Nếu chưa sống trong một ngôi nhà mà bạn sở hữu hoặc là người bạn đời, vợ chồng của bạn đã sở hữu trong 4 năm qua, thì bạn vẫn có đủ điều kiện để mua một căn nhà đầu tiên và chúng ta có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình FSSA thông qua trang web của chính phủ liên bang hoặc là với ngân hàng hoặc là đại lý đầu tư của chúng ta. Theo Bộ Tài chính Canada thì hơn 150.000 người Canada đã mở tài khoản mua căn nhà đầu tiên. Vì vậy nếu như mục tiêu của chúng ta đó là sở hữu một căn nhà thì hãy bắt đầu với chương trình này ngay lập tức. Chị Linh xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức vừa được cập nhật trong buổi tối ngày hôm nay và chúc quý vị có một buổi tối bên gia đình và người thân một thứ sáu thật là nhiều niềm vui và nhiều niềm hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tiếng Người Việt Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada 514 996 6679.